đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị ở 3 bông hoa. Và lưu ý là hoa đang nở ấy, thì là chúng ta sẽ thấy cảm giác là mùi thơm dễ chịu nhất. Và khoai lang thì chúng ta rửa sạch vỏ, sau đấy thái thành miếng như này. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ lấy các cái cánh hoa, chúng ta lót một cái lớp ở bên dưới như này. Khoai lang là một cái món ăn rất là quen thuộc, nhưng mà tuy nhiên thì để có cái vị ngon hơn và thơm hơn thì Yến thấy là mix hai cái vị này với nhau nó rất là phù hợp. Sau đấy thì chúng ta sẽ cho khoai vào. Đó, bây giờ là xong, chúng ta sẽ đã sắp xếp được một cái nồi khoai rất là vừa mắt. Thông thường chúng ta sẽ để cánh xung quanh. Và lưu ý là chỗ nhị ấy, thì là chúng ta sẽ rải đều lên những cái phần mặt khoai ấy, để làm sao cho khi mà chúng ta hấp khoai lên thì cái vị thơm nó đậm hơn. Và lưu ý là cho 1/3 đến 1/4 bát nước xung quanh. Với một lượng khoai là Yến đang sắp xếp là 4 củ khoai. Và từng đây hoa sen. Với Queen Cook thì giữ được hơi nên là bạn chỉ cần cho ít nước thôi. Là như vậy. Và bắt đầu chúng ta đóng vung và để trong vòng 30 phút với lửa vừa thì chúng ta có một nồi khoai rất là ngon rồi. Bây giờ đến thời gian này chúng ta bắt đầu thử mở ra xem nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ được một nồi khoai thơm phức, cảm giác mùi thơm rất là dễ chịu. Và đặc biệt khoai này mà ăn với uống với nước chè thì rất là ngon. Miếng khoai Yến đã từng thưởng thức rồi, có nghĩa là cảm giác mà đưa vào dạ dày ấy là thơm đến tận trong dạ dày luôn. Không quên là chúng ta sắp cái đĩa có hoa sen như này, bởi vì là không những ăn bằng miệng mà chúng ta còn ăn bằng mắt, đúng không ạ? Và bây giờ là chúng ta cho ra đĩa. Bây giờ chúng ta có một đĩa khoai hấp sen rồi, rất là thơm ngon.